Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và tối ngày nay 25 là ngày 29 tháng 5 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình thì các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn sản phẩm đầu sớm nhất cho mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một trong vòng 1 tuần và bảo hành là 6 tháng cho các bạn. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Và tất cả về lỗi máy móc thì các bạn có thể là gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng của mình đây. Thì mình sẽ nhận hàng, kiểm tra hàng và xem là máy móc của bạn làm sao. Và mình sẽ alo lại cho các bạn nhé. Và đây ạ, hôm nay nhà mình lại còn rất nhiều sản phẩm là Soli Z3 đấy ạ. Soli Z3 này thì mình cũng giới thiệu khá là nhiều rồi. Thì Soli Z3 này thì bên mình đang hình thức là máy đẹp là 90%, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Soli Z3 này thì chiến được mọi loại game các bạn nhé. Chiến được mọi loại game PUBG, Liên Quân Mobile, Free Fire, các kiểu đã điểu nhé. Đấy. Thì bạn nào thích sản phẩm Soli Z3 này, các bạn nên hàng mình sớm nhất. Còn này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.200.000, chỉ với 1.200.000 thôi. Các bạn đã sở hữu là cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Đây, và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Một là các bạn đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn phải chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và hình thức thứ hai, các bạn nào chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn phải chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Và là tùy theo độ xa, độ gần các bạn nhé. Đây ạ, đây số điện liên hệ này, số này mình dùng Zalo này. Và đây là số liên hệ nhé, đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới cũng ok ạ. Đây ạ. Đấy, Soli Z3 chỉ với 1.200.000, nhà mình còn toàn màu trắng, máy rất là nhiều nhé. Các bạn cứ nhấc máy lên hoặc là nhắn tin mình qua Zalo, mình sẽ ship sớm nhất và chọn những con máy ngon nhất cho các bạn nhé. Dạ, Soli Z3 đấy, máy cũng nói chung là dùng cứng cáp lắm. Này, con này dùng cũng cứng cáp, ở nhà thì mình cũng đã test hết rồi. Thứ nhất mình lăn bóp, mình test hết rồi, nên là các bạn cứ yên tâm về chỉ có đập máy hỏng thôi nhé. Đấy, rất là ok ạ. À. Đây ạ, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được ít sản phẩm là Soli đây này. Hôm nay nhà mình về được lô, còn hôm nay về được 5 cây Soli gì nhỉ? Soli, hôm nay nhà mình về được 5 cây Soli. Hôm nay nhà mình về được 5 cây Soli XZ1 nhá. Đây ạ. Hôm nay nhà mình về được 5 cây Soli XZ1 này, một con màu hồng này, một con này thì không phải là, cũng nói chung là hồng nó nhạt nhạt lắm này, một con màu hồng này, một con màu trắng này. Đấy. Và một con màu xanh này. Đấy, màu xanh này và một con màu đen này. Đấy, một con màu đen này. Một con màu đen, một con màu xanh và hai con màu đen, một con màu xanh, một con màu trắng, một con màu hồng nhạt này nhá. Đấy. Thì mình sẽ báo giá từng con một cho các bạn lựa chọn. Và thì mình cũng giới thiệu giá, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ nói qua về sản phẩm là Soli Z3 này. À, Soli XZ1 nhá. Đây ạ. Soli XZ1 đấy. XZ1 thì các bạn không lạ lẫm gì con này nữa rồi. Thì cấu hình của nó là Soli XZ1, cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB này. Đây ạ. Đây là cái thông tố của đây. Này, chip của nó đấy nhỉ. Chip này là chip Snapdragon 636 đấy, 2.46GHz. Nói chung là chip 636 thì các bạn ui dồi, chiến các loại game thì vi vu luôn. Đấy, và phần cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ là trong là 64GB. Nói chung là cái bộ nhớ trong 64GB các bạn thể thao lưu trữ dữ liệu. Đấy, rất là ok ạ. Và đây là phần system này, system nó là Android 9 nhá. Android 9 thì hỗ trợ rất nhiều ứng dụng này. Pin của nó là pin là đấy, dung lượng pin giá khá là cao, battery pin là 3800 đây này. Độ pin gần 4000 nên là các bạn cứ yên tâm về sử dụng về phần pin nhá. Đây phần camera chụp ảnh này. Đấy. Có cho phép. Đây. Camera chụp ảnh rất là sắc nét, nói chung là nét như Sony luôn đấy. Các bạn quay ngay con dọc này, cam trước đây. Đấy. Đấy, cam trước thì cũng nét nhá, các bạn livestream rất là tuyệt vời nhá. Đấy. Đấy. Về qua cấu hình chip thì mình đã giới thiệu qua rồi. Này, RAM 4 bộ nhớ 64GB, nói chung là giá rất ok. Con này thì mình sẽ định giá từng con một luôn nhé. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.200.000 này. Này. Con màu đen này, Sony XZ1 này, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB này.
Thì con này bên mình đang bán bạn với giá là 2.200.000 nhé. Đây ạ. Camera nó rất là to rõ nét này. Đấy, đèn flash hỗ trợ các kiểu đã điểu đây. Đấy, 2.200.000. Đấy. Nhưng mà năm 2020 mình cũng nói chuyện với các bạn rất là nhiều rồi. Điện thoại rất là rẻ thì các bạn là người dùng tiêu dùng các bạn lợi rất là nhiều nhá. Đấy, chỉ với 2.200.000 thôi, con này 2.200.000 này. Đấy, 2.200.000 này. Máy màu đen nhá. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu về phần nghe nhạc này. Nói chung là nghe nhạc hay lắm, đập mắt tai tai luôn. Đây. Đây, loa thì loa trên, hai loa nghe rất là sướng. Đây. Đấy, loa trên loa dưới. Các bạn nghe thì rất là tuyệt vời nhé. Đây, loa trên loa dưới nghe nhạc rất là phê nhé. Nói chung là loa của Sony rất là tuyệt vời. Phim mình sẽ vào phim 4K cho bạn xem này. 4K này. Đây, mình sẽ vào phim 4K này. Đấy. Mình sẽ chỉnh cái độ mà led chất lượng của nó ấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ nhá. Đấy, chỉ có ánh điện nhá. Đấy, màn hình này. Nói chung là màn hình của nó nét như Sony rồi. Các bạn khỏi phải chê nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.200.000, giá cực kỳ là rẻ nhá. Sony XZ1 nhá, đấy, 2.200.000 đấy. Và con này thì mình sẽ xem con này xem là bao giá con này bao tiền. Đây. Con này cũng là 2.200.000 nhá. Con màu xanh này 2.200.000. Đây, máy rất đẹp nhá. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhá. XZ1 màu xanh 2.200.000, màu đen này là 2.200.000, hai con này 2.200.000 nhá. Và mình sẽ ba con này là bao nhiêu tiền nhá. Nè. Ba con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn với giá cực kỳ là rẻ nhé. Ba con này thì là tình trạng nó thì hơi bị đục đốm tí phản quang này. Đấy, đục đốm tí phản quang thôi. Đấy, đục đốm mờ mờ. Con này thì là cũng con này chỉ đục đốm tí phản quang thôi. Đấy, ba con này chỉ đục đốm tí phản quang thôi nhé. Kiểu khách người ta dùng lâu ngày ấy. Đấy, đục đốm tí phản quang. Con này thì nói chung là không nhìn thấy nhé. Con này rất là mờ. Đấy, con này rất mờ. Con này có như là không có này. Con này thì màu trắng này thì là 2.100.000 này. Đấy. 2.100.000 nhá. XZ1 nhá. Con màu trắng này thì là 2.100.000, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. 2.100.000 nhá. Đây. Còn hai con này ấy, con này màu đen thì hình thức con này cũng được. Con này thì bên mình nó thanh lý bạn giá 2 triệu nhá. Con màu hồng này thì là 2 triệu các bạn nhá. Đấy, con này thì màu hồng là 2 triệu nhá. Con này màu hồng thì là 2 triệu nhá. Đấy, màu hồng này là 2 triệu này. 2 triệu này, 2.100.000 này. Đấy. Còn con này thì là 2.050.000 nhá. Con màu đen này là 2.050.000 nhá. Đấy. 2.050.000 thì mình sẽ ghi luôn tiền đây các bạn, nó rõ nhé. 2050 này, 22 này. 22 này, con này, hai con này 22 này. Con này thì mình sẽ là 21 này. Đấy. Và con này là 2 triệu nhá. Đấy. Đấy, giá thì mình sẽ ghi luôn tất ở đây. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ1 này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, Sony XZ1 ạ. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, chip slot 636, các bạn chạy đi vi vu rồi. Chiến các loại game nhá. Đấy. Rất là rẻ cho các bạn nhá. Rất là rẻ cho các cao thủ chơi game. Đây, mình đây gói cẩn thận này, tránh xước xác điện thoại nhá. Bây giờ mình phải nâng niu như nâng trứng các bạn. Đấy. Đây, mình sẽ để ra đây. Đấy. Và hôm nay đây nhà mình thì về được hai con cục gạch nhá, cục gạch iPhone 4S đấy. iPhone 4S thì hôm nay nhà mình vừa về được hai con này xong. Đấy, iPhone 4S đấy. Đấy, iPhone 4S nhá. Đấy, iPhone 4S. Đấy, còn hai con này thì mình sẽ thanh lý cho các bạn với giá là lợn chết nhá. Đấy, hai con 4S này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là lợn chết nhá.
Đấy. Giá con này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua mình. Mình sẽ thanh lý với giá lợn chết cho các bạn nhé. Đây. Này, hai con 4S nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S mà thay con máy đen trắng xem phim, nghe nhạc, nghe gọi rất ok nhá. Tặng học sinh, ông bà bố mẹ rất ok nhá. Hai con này giá lợn chết nhá. Các bạn liên hệ trực tiếp cho mình để có giá tốt nhất. Đấy. Đây. Và con này là con Zemi 3 này. Đấy, Zemi 3 này, Zemi 3 thì cộng đồng mạng đánh giá con này thì pin rất là trâu bò. Này, Zemi 3 đấy. Zemi 3, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB, màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ, tai trâu, tai bò. Này ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy, hình thức đây còn hình thức đây. Vỏ có phải phẩy theo thời gian nhé. Đấy. Mình sẽ quay rõ tình trạng máy luôn cho bạn. Đấy. Con này thì nó dùng được một thời gian thôi. Tình trạng là phải phẩy theo thời gian thì không thể tránh được nhá. Con này thì là 2 triệu này, 2 triệu đồng nhá. Đấy. Chỉ với 2 triệu bạn được sở hữu cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB rồi. Pin thì 4.000, cộng đồng mạng đánh giá rất là trâu bò nhá. Đây, 2K 23 camera này, rất ok ạ. Và đây thì mình có con lót 5 này, lót 5 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con màu trắng này. Đấy. Lót 5. Thì cấu hình con này mình sẽ xem cấu hình là bao nhiêu ghi. Đây. Đây. Đây, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Đấy, lót 5 thì có hỗ trợ cái bút nhá. Các bạn về mà viết vẽ vẽ rất là ok nhá. Đấy. Con máy màu trắng đẹp như ngọc trinh này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. Lót 5. Máy màu trắng đẹp như ngọc trinh bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhá. Đấy. Lót 5 đấy ạ. Hôm nay mình vừa về con màu trắng nhá. Rất là đẹp ạ. Chỉ với giá 2.500.000 đấy, lót 5. Đấy. Nhà mình rất nhiều máy cùi cỏ các kiểu đã điểu này. Đấy. Hôm nay nhà mình về được hai con iPhone 6S này. Hai con iPhone 6S này. Đấy, con này là iPhone 6S, con này là bản được cái nó là bản công ty nhé. Đấy. Này. iPhone 6S, con này là bản công ty, bản VNChina này là bản công ty của Việt Nam nhá. Đấy, còn vẫn còn bảo hành này. Đấy. Đấy, hết hạn vào ngày mùng 7 tháng 6 năm 2020. Đấy, vẫn còn bảo hành đến hết mùng 7 tháng 6 năm 2020 đấy. Vẫn còn bảo hành nhá. 32GB nhá. 6S 32GB này. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 nha. 2.500.000 sản phẩm iPhone 6S. Phiên bản là Việt Nam còn bảo hành. Đấy, đến tận tháng 6 2020. Đấy, con này còn bảo hành tháng 6 nha, hàng thế giới di động luôn nhá. Đấy. Còn bảo hành đến tháng 6 năm 2020. Đấy. Bên mình đang bán với giá cực kỳ là rẻ, 2.500.000 nha. iPhone 6S 32GB nha. Đấy, rất là rẻ. Đây có một cái ốp này. Đấy. Rất là ok phần nha. Và đây là con iPhone 6S, con này là 16GB. 16GB thì hình thức con này thì là vỏ thì cũng phẩy phẩy này. Đấy, vỏ thì phẩy phẩy. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhé. 1.900.000 này, iPhone 6S này. Con này là bản Mỹ này. 16GB, 1.900.000 nhé. Đấy, rất là rẻ, máy màu hồng nhá. Rất là rẻ, thì con này màu gold này. Con này thì màu gold này và con này màu hồng nhá, 1.900.000 và 1 triệu và 2.500.000. Mình có mấy con máy rẻ cơ, mình nhiều máy lắm, mình nhiều máy rẻ. Nhà mình đây. Đây ạ. Đây, nhà mình thì có con Z2 2015. Con này thì là 700.000 nhá, 700.000. Giá bằng máy đen trắng nghe gọi nhá, 700.000 Z2 2015. Các bạn có thể thay một con máy đen trắng nghe gọi cũng ok nhá, hai sim hai sóng nhá. Z2 2015. Đây ạ, 700.000 nhá. Đấy. Và đây là Samsung Z2 Pro, Z2 Pro con này là 1.1 triệu nhá. Z2 Pro 1.1 triệu đấy. Đấy. 1.1 triệu, cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. 1.1 triệu Z2 Pro nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z2 Pro này các bạn nhớ hàng mình được sớm nhất nhá. Z2 Pro đấy. Và hôm nay nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Lót 7 FE này, này.
Con này là con lót 7 FE, con này là bản Hàn một sim nhá. Lót 7 FE, con này là bản Hàn một sim. Tình trạng là máy bị kiểu khách người ta tì ấy. Nó bị chảy mực một tí màn hình này. Đấy, góc này thôi. Đấy. Này. Này. Đấy. Này, chảy tí màn hình chỗ này nhá. Thì con này thì bên mình cấu hình con lót 7 FE này thì các bạn cũng biết rồi. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB ạ. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB nhá. Này. Máy bị chảy một tí mực ở màn hình đấy nhá. Đấy. Nhưng mà cái chảy mực này thì không bao giờ loang, nên là các bạn cứ yên tâm về xài và sử dụng. Thỉnh thoảng cái màn hình nó hơi bị giật một chút thôi, nhưng mà dùng nhưng mà gọi là thỉnh thoảng mới bị thôi, còn bình thường nó không bị nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ. 1 triệu 500k nhá, 1 triệu 500k sản phẩm Samsung Lot 7 FE. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Bản Hàn một sim. 1 triệu 500k. Tình trạng là chỉ bị chảy một tí mực thì thôi. Đấy, thỉnh thoảng là máy giật một chút thôi. Các bạn dùng về dùng ok vô tư nhá, thao đập phá nhá. Đấy. Các bạn là một máy về trải nghiệm cũng được, bây giờ rất là rẻ rồi. Đấy, điện thoại rất là rẻ nhá. Lót 7 FE 1 triệu 500k. Đấy. Và đây là con cục gạch Nokia, cục gạch 105. Con này thì là 2 sim 2 sóng. Hôm nay nhà mình vừa về được con này xong. Nokia 105 2 sim 2 sóng. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 200k nhá. Con này thì mình sẽ tặng sạc và pin mới. Thì các bạn tiền ship các bạn phải chịu nhá. Đấy. Đấy, rất là rẻ nhá. Và hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung A7 2018 này. A7 2018 này. A7 2018. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3 triệu 100k nhá. 3 triệu 100k. Hình thức là máy đẹp là 90% nhá. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. 3 camera này. A7 2018. Con này là bản công ty 2 sim. 3 triệu 100k. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 màu xanh này, các bạn nên là hàng mình là sớm nhất nhá. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB ạ. À, bộ nhớ là 64GB nhá, rất là rẻ. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình còn ít máy, nói chung là cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào thích sản phẩm nào, các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai nhá.